Hello, chào mọi người nha. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha. Bây giờ thì mình sẽ vào và nhận cái quà bảo trì của tối ngày hôm qua. Hôm qua thì nó bảo trì nó để là tới 23 giờ sau, nhưng mà sáng ra mình vào game á thì vào được nha mọi người, vào bình thường nha. Rồi, mọi người vào lấy quà bảo trì thì mọi người vào thư nha. Đợt này thì mình thấy có vẻ ít code mọi người. Nói chung là game này thì mình thấy là nó có ít code nha, nó không có code nhiều giống như mấy game khác. Mấy game khác mà mỗi lần nó bảo trì á sẽ rất là nhiều code luôn. Còn game này thì có quà bảo trì nhưng mà lại hơi ít một tí. Nói chung game này kim cương nó hơi hiếm nên là các bạn cứ tích góp các bạn để dành nha. Rồi các bạn vào thư các bạn nhận hết nha. Quà bảo trì ngày hôm qua thì được được 130 kim cương mọi người, được 130 kim cương. Được có 130 kim cương à. Rồi, cái phần tiếp theo quan trọng hơn đó là về phần phần mầm. Cái phần mầm này thì mình thấy có nhiều người hỏi mình là mầm kiếm ở đâu. Này các bạn vào shop nè, các bạn thấy hiện tại thì mình có tới 34 mầm luôn nha. Cái này thì các bạn lấy từ việc các bạn câu được mấy, ví dụ như các bạn câu được cái cửa xe hay là các bạn câu được gấu này kia ba la ba la xương cá đó các bạn, thì các bạn đem mấy cái đó các bạn đổi thành cái mầm nha. Và sau khi các bạn có nhiều mầm á thì các bạn đi cày, các bạn mở hộp, các bạn lấy đồ. Để coi thử mình sẽ làm cái ví dụ cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ vào cái điện thoại này, các bạn vào tái chế nè, thì các bạn chọn mấy cái đồ mà các bạn không cần thiết á. Ví dụ như mình chọn cái cần câu kim cương nè thì mình tái chế được 25 mầm luôn. Còn mấy cái xương cá này kia các thứ thì mỗi cái chỉ có một mầm thôi mọi người. Cái búp bê thì cũng một mầm thôi, cánh cửa ô tô cũng một mầm luôn đó, các bạn kết vào hết. Cái nào các bạn không dùng nha, cái nào không dùng thì các bạn tái chế nha. Mình sẽ tái chế lại nguyên cái đống này luôn đó. Mỗi lần tối đa các bạn bỏ vào thùng rác thì được 20 món thôi. Ok, mình sẽ tái chế hết luôn đó. Còn đồ đạc này kia thì các bạn cũng có thể tái chế luôn nha. Nói chung là hơi nhiều đồ đạc tái chế thì nó hơi nhiều mầm, thì các bạn muốn bán hết đồ luôn cũng được các bạn. Ví dụ như cái nào á mà nó lặp lại nhiều lần á, ví dụ ra ra từ từ thôi rồi vô tái sử dụng nè. Nè ví dụ như cái mũ này các bạn thì nó lặp lại nhiều lần phải không, ví dụ mình có hai mũ luôn nè, nhưng mà hai cảm xúc ở cái này nó lộ, cái này hai cảm xúc luôn, nhưng mà cái này mình không dùng mọi người, cái này chả dùng hết á. Nếu như không dùng thì các bạn tái chế luôn cũng được, các bạn tái chế đó luôn. Còn mình thì cái áo này mình cũng không dùng, chứ mình tái chế cái áo này luôn quá. Mình chả đem dùng cái áo này bao giờ hết. Ok. Rồi. Rồi sau khi các bạn đủ mầm rồi thì các bạn vào các bạn mở hộp, các bạn lấy trang phục nha. Đây các bạn vào trong này, các bạn kéo xuống như này các bạn sẽ thấy cái chỗ bằng mầm, mầm con vịt các mọi người, hộp vịt á. Hiện tại thì mầm chỉ được sử dụng vào cái này thôi, còn chỗ khác thì chưa có mọi người, để khi nào nó có thì các bạn sử dụng. Với lại ngày hôm nay hình như là cũng có đến đảo đầu đất quý hay sao á. Thì anh em nào mà đào đá quý thì các bạn đợi vừa các bạn vào thôi. Đây mình sẽ mua thử hai hộp nha, mua thử hai hộp đi. Hộp đầu tiên nè, một nè, mở. Trời ơi mới được có 500 đô rồi. Hộp thứ hai, mở. Trời ơi được có 100 đô. Cái này thì các bạn phải mở nhiều nha, phải mở cực kỳ nhiều thì nó mới được đồ ngon thôi, chứ mình đây kiểu như mình mở cái này thì ít lắm. Tại vì hộp này xác suất ra ít đó, toàn các bạn mở toàn tiền đô mà, mình thấy đa số anh em mở toàn tiền đô không. Rồi các bạn chịu khó một ngày các bạn xem hết video này. Rồi nói chung là ba la rất là nhiều kiểu nữa các bạn cày luôn. Cái clip mà mình hướng dẫn các bạn cách cày tiền á, hôm bữa mình có up cho các bạn xem rồi. Các bạn nào mà chưa xem thì các bạn tu lại nha. Các bạn cứ làm giống như mình thôi, một ngày các bạn một buổi thì các bạn cày cũng phải tỷ, cũng phải trên 10k. Qua nay thì nó bảo trì liên tục nên là mình cày không được nhiều mọi người. Nó cứ bảo trì hoài à, nên là khó cày lắm. Câu được một tí thì lại văng ra. Câu được một tí thì nó cứ hay văng ra nên khó lắm mọi người. Mình sẽ bán hết số cá này luôn. Hoài, nhiều ghê. Hồi tối hôm qua mình câu được một con cá ngựa vương miệm. Cá ngựa vương miệm thì con này nó hơi hiếm mọi người. Con này thì mình thấy nó hơi hiếm nha. Cái con cá ngựa vương miệm thì nó hơi hiếm nha. Sẽ bỏ nó vào kho. Rồi thì cái mùa mọi người cứ nhận quà bảo trì và mọi người sử dụng cách mầm như giống như mình thôi là được. Tại vì là hiện tại là chỉ có mấy cái kiểu thôi. Không còn kiểu khác để các bạn sử dụng mầm nữa. Ai biết đâu về sau thì game cập nhật thì được nhiều thứ hơn. Thành để mình vô đọc tin tức thử mấy giờ thì nó sẽ mở cái đảo cho các bạn vào đầu vàng nhờ. À, tối hôm qua mình đọc hình như là tầm đâu khoảng 8 giờ 4 giờ vậy, mình chả nhớ 4 giờ chiều hay sao á. Mình quên mục tiêu rồi. Đi vô bản đồ thử coi. Bản đồ. Sân chơi sân ngoài. Chưa thấy mọi người, chưa thấy. Nói chung ngày hôm nay chắc cũng hết lỗ mọi người, ngày hôm nay chắc cũng hết lỗ rồi. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người nhớ bấm like và follow giúp mình nha mọi người ơi. Cảm ơn em nhiều.